bao nhiêu. 60 năm cuộc đời, thương anh em không đổi dời, nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở xóm dưới, còn em ở bên kia sông. Quê em thì chẳng có gì, ngoài đặc sản cá cua đồng. Anh chịu làm chồng em không, nói để em còn chờ mong. Thành thị bông ba mệt lắm, thôi ở lại cùng em vun trồng. Em đã đến tuổi cưới chồng, nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lẻ đến nhà. Cây nào rồi cũng lớn lên, chờ đến ngày đâm bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi, chẳng chờ gì anh không mệt hả.